xin chào anh em nha, xin chào. Haladi đây. Thì mình quay máy ngang nên mình hình như nhìn nó không có được ý nghĩa nhìn thế này đúng này. Ok. Anh em mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi nhỉ? Thì đoạn này khá lâu rồi, bên shop với cả hơn cả tháng nay rồi. Đang cập rập, rất là cập rập để chuẩn bị Tết cho anh em. Và mình chuẩn bị bằng cái việc đó là mình đang cố gắng hết sức để phục vụ anh em làm chè để đón Tết. Hiện tại hôm nay là thứ sáu trong shop thì quá là đông rồi, thì mình tranh thủ mình đi ăn trưa. Mình xin chào anh em cái đầu tiên là chào anh em cái, thì mình quay nửa mặt thế này anh em thông cảm nhỉ, anh em nhìn ha đi. Ok, và hôm nay thì mình làm ngoài lề một chút, đó là mình không làm clip về Exciter hay là Winner hay là chè gì đó nữa, mà mình thứ nhất là mình chào anh em, thứ hai là mình sẽ quay clip review một chiếc. Anh em nhìn thấy là sao không? Sao chú chà? Đây chiếc Rebel 300. Và cái này thì đấy là một lần đầu tiên mình sở hữu, nhưng mà không phải là mình sở hữu cho riêng mình, mà cái này là mình mua quà để tặng bố. Anh em mình tặng bà mẹ Tết tặng cái gì nhỉ? Mình thì ông già, mình nói ông già nhá, mình ở Nghệ An thì nói ông già hoặc là bà hoặc là bố chứ đâu cũng được, nói chung tùy vì vào mọi nơi thì gọi ông già nó thân thiện. Thì ông già mình năm nay khoảng tầm 52, ông 52 tuổi rồi chứ, nhưng ông mê tay côn lắm, ông mê tay côn. Thì đây là có lẽ là món quà đầu tiên và lớn nhất mà mình để mình quay lại cho anh em xem, vừa xem mình vừa nói. Và đây là cái chiếc PKL, gọi là PKL. Từ trước giờ lần đầu tiên mình sở hữu. Nhưng mà chính xác là không phải là mua cho riêng mình, mua cho mình. Và đây là một món quà đến từ một thằng con trai tặng cho một ông bố. Thì đây là quà Tết mình muốn tặng cho ông già của mình. Sau mấy chục năm vất vả rồi. Nuôi mình lớn khôn nhỉ. Thì đấy là cái món quà đầu tiên mà lớn nhất từ trước giờ mình muốn tặng cho ông á. Thì chiều nay thì mình sẽ gửi xe về. Thì trước khi gửi xe về thì mình sẽ làm một cái clip đấy, gọi là trải nghiệm ấy. Đây là trải nghiệm để giới thiệu đến anh em. Và như đầu clip mình nói là chủ yếu là chào anh em tiếng thôi, chứ dạo này bẩn quá mình không có ra clip được. Ok, và tập trung vào vấn đề đó là chiếc Rebel 300 Honda, Rebel 300, 300cc. Dung tích thật của nó là 286cc nha. Và chiếc này thì nhập khẩu nguyên từ Thái Lan và mình mới lấy để chuẩn bị gửi về làm quà cho ông già. Ok. Và đây là mình sau khi thì lấy về thì đấy là không phải là xe nguyên bản nữa, mà do chính đề can bình dương lên một cửa số đồ chơi cho ông già luôn. Thì về cơ bản thì trước giờ cái Rebel 300 này có một Rebel 300 thì nó phù hợp với cái lứa tuổi tầm tầm 45 trở lên nhỉ. Trẻ nhìn nó trung niên, nhìn nó phê lắm, nhìn đẹp. Còn với lứa tuổi thành niên của anh em mình thì có thể đấy là một sự lựa chọn để nhìn con người nó đứng đắn hơn. Hoặc là có thể nó mang tính chất bùi bùi một chút. Thì so với cái hệ anh em mình bắt đầu chơi PKL thì theo mình nghĩ đấy là một sự lựa chọn cho đến thời điểm hiện tại thì đây là một sự lựa chọn khá hoàn hảo nếu mà anh em mình bắt đầu chơi PKL giống như mình á. Thì về giá tiền thì chiếc Rebel 300 này hiện tại nó là giá của nó là 125 triệu, mình mới lấy 125 triệu. Nhưng mà xe nguyên bản thì anh em mình có thể search lên Google và nhìn thấy hình dáng của nó sẽ khác hoàn toàn, khác về một cửa sổ chi tiết. Cái này hơi ngược lắm chút nhỉ. Thì sau khi lấy về thì mình dọn lại một cơ số để nhìn xe nó ngầu hơn. Anh em nhìn cái góc dưới này lên này, nhìn như chàng con beo luôn. Chạy thì cảm giác máy 300 nó khác máy 150 rất là nhiều. Cái đó không phải bàn nữa. Cái độ cứng của nó thì nó chuyên về cơ bắp mà, cho nên độ cứng thì anh em mình chạy mình cảm nhận khỏi phải bàn. Sướng thôi rồi, chạy cứng. Về độ cứng thì khỏi phải bàn nha. Đó là về cái chạy con
đây nó ngầu hơn, mình cảm giác mình đấy nó ngầu hơn thì như Rebel này thì mình đã thứ nhất là mình chọn tấu màu đen, là màu đen thì mình cảm giác cực mạnh rồi, đó là tấu màu đen. Thì hình như Rebel 300 á, thì cái hôm mình đi mua thì nó bao gồm màu đỏ, màu xám và màu đen, thì mình sẽ chọn màu đen cực mạnh mẽ và nó phù hợp với nhiều người, phù hợp với nhiều người. Thì sau đây mình sẽ tiến đến chi tiết các cái chi tiết mà gọi là mình thay rồi cho chiếc xe cảm giác nó ngầu hơn và nó phù hợp hơn nha. Ok, đầu tiên này cặp rì đông này. Rì đông này thì thường nếu mà rì đông zin thì nó có hai khúc, thì mình đi cảm giác nó ngồi lên như này. Còn đây là mình thấy cái rì đông thẳng luôn rồi. Rì đông thẳng luôn nha. Ok. Còn về hệ thống tiếp tục là hệ thống che két nước này. Cái hệ thống che két nước á thì đây. Mình nhìn cái góc này cho nó rõ nha. Cái hệ thống che két nước á thì mình thay luôn bằng cái bảo vệ két nước nha. Bảo vệ két nước. Thì như trước này là lấy 125 triệu thì tiền bỏ thêm đồ nó nằm khoảng tầm 25 triệu nữa. Thì nó là tính ra là nó là 150 nhỉ. 150. 150 rồi. Ok. Còn cái bảo vệ này, cái khung này riêng cái khung này là 4 triệu mấy này. Thì nhìn nó ngầu hơn thôi và nó bảo vệ tốt hơn lúc mà bị xe á, thì nhìn anh em nhìn đằng trước nhìn lại là nhìn nó khác hẳn nhỉ. Khác hẳn luôn. Đây. Đó, cái phong cách này của đúng Rebel luôn. Đó, và để tăng thêm phần sáng của nó thì mình chơi nguyên hai con L4X luôn. Hai con L4X hai bên. Thì cái tiền của cái việc lắp cái che két nước là mình cái bát L4X nó rất chi là tiền luôn. Mình lắp hai con L4X hai bên thì gọi là xé tan màn đêm được rồi. Ok, thì ông già mình ở quê mà. Nói thật ra là ba mẹ mình là cũng là nông dân thôi, nông dân chân chất thật sự. Nhưng mà ông mê xe côn, mình biết về cái hệ mọi người tính ông già mình ông cực mực kỳ về xe côn, mà ví dụ mấy cái máy mà máy 150 thì mình nghĩ nó cũng hơi bình thường. Thì mình ấp ủ bao lâu nay. Và đấy là cái sự lựa chọn của mình cho ông già. Còn tiếp tục thì để đằng sau mà bỏ đồ thì mình lắp cho ông hai cái thùng GV. Thì hiện tại thùng GV mà ở bên shop lắp đó là thùng chính hãng nha, thùng chính hãng. Thì anh em mình có thể ngắm từ đằng sau để xem hai cái thùng GV này nhìn nó ok không. Mình cảm thấy ok đó. Còn hệ thống nhan thì mình vẫn để nhan zin nha, hệ thống nhan thì vẫn để hệ thống nhan zin. Còn một đặc điểm thay đổi tiếp theo nữa là về bộ zin của nó thì mình tháo ra mình thay bằng cái bộ này là bộ Yoshimura R77. Thì cái tiền của cái chiếc Rebel 300 nó như thế này này, về cái bộ zin của nó cũng làm hai khúc, có nghĩa là cái bộ zin mình chỉ cần tháo ra và còn cái cổ thì mình vẫn làm cổ zin nha, cổ của nó vẫn cứ để cổ zin. Còn mình nếu mà muốn thay bộ đổ á, thì chỉ việc tháo ra và cắt thêm một khúc này xong mình tiền cho nó vừa là được, là mình đút cái bộ vào là xong, không phải thay cổ zin nè. Ok, thì đó là cái cách cái bên shop làm. Thì giống như đây là chiếc Rebel. Về cái thùng GV á thì bên shop lắp khá nhiều cho anh em, cho mấy bác tầm trung rồi thùng GV. Còn về hệ thống bô thì đấy là có lẽ là chiếc đầu tiên mình làm cho chiếc chiếc thứ hai chứ, trước mình cũng có làm một chiếc Akabovic R1 cho chú kia rồi, và đấy là chiếc thứ hai mình lắp bô cho ông già mình luôn. Đó là những cái thay đổi cơ bản mà mình mua về xong mình đổ lại cho thêm cái phần ngầu. Thêm phần ngầu chút nhỉ, thêm phần ngầu cho cái xe mình chuẩn bị tặng cho ông già của mình. Ok, và anh em mình có thể nghe tiếng bô chút nha. Ok.
Và vừa rồi thì mình vừa test tiếng vô nhẹ nhẹ cho anh em một chút nhỉ. Chiếc RB 300 mua làm quà tặng cho ông già. Và chủ yếu clip là để chào anh em và chúc anh em chuẩn bị đón một cái Tết thật là vui vẻ và thật là ấm áp. Còn anh em nào có nhu cầu có thể qua shop dọn xe. Thì hiện tại thì shop có thể làm đến ngày 29 shop nghỉ. Thì trong cái khoảng thời gian này thì thật sự là shop rất là đông. Và anh em nào đến mà mình phục vụ không có chu đáo được thì mong anh em thông cảm và bỏ qua cho shop. Và có những cái góp ý chân thành thì trong cái thời gian gần tới shop thể cải tiến và phục vụ anh em một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất. Ok, có lẽ là mình xin gửi lời chào đến toàn thể anh em. Và hơn nữa thì mình sẽ hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo lần sau nha.